Con đường nghịch thiên tập 18 Lúc bây giờ xích diễm tức vô cùng hưng phấn Toàn thân lập rẻ xích hạ Cánh chim tràn ngập các loại màu sắc Như chạm ngọc tinh xảo Tàn ra một cỗ khí tức ngập trời Phảng phất như có một loại khí tức không hiểu thức tỉnh Trên người của xích diễm tức Xích sắc hỏa diễm bốc lên Tràn ngập ra một cỗ thần uy nhàn nhạt, nhạt Nếu như hỏa diễm trên người của nó Trước kia là phàm hỏa Vậy bây giờ là chân hỏa, linh hỏa Một loại hỏa diễm siêu phàm thoát tục phiêu biểu vô cùng biến ảo. Xích tiệm tước phát ra một tiếng kêu to vô cùng hưng phấn, xuyên kim liệt thạch, vang vọng trời cao. Khí tức trên người của nó đột nhiên bành trướng, hình thể cũng biến lớn một vòng. Toàn thân xích hà lập rè, cánh chìm tước trào, mỏ nhọn đều mang theo một địa uy nghiêm. Ở dưới tác dụng tình huyết của Khương Tư Nam, xích diệm tước nhất ký cổ tác, lập tức đột phá đến hoang thú thất phẩm rồi. Hoang thú thất phẩm có thể so với nhân tộc Trần Thiên Cảnh Sơ Kỳ vô cùng cường đại thực lực của xích diễm tước tăng vọt tốc độ cũng gấp vài lần lúc trước như là một mũi tên rời cung ở trong hư không lưu lại một đạo tan ảnh lập tức biến mất nơi phương xa trong rừng rậm phía bên dưới vô số hoàng thú trú gào mang theo một loại cảm xúc hoảng sợ hiển nhiên đối với tồn tại cường đại mới ra đời kia sinh ra sợ hãi thật sâu khoe mồi của cường từ nam nhếch lên mỉm cười thản nhiên mở mắt ra nhìn một chút lại nhắm mắt lại hắn không lãng phí một chút thời gian nhất tâm dị dụng ở một bên cố gắng tìm hiểu thuần dương ngọc hoàng kinh thất tinh thần quyền cùng thiên lôi quyết một bên lợi dụng đại lượng linh thạch ở trên người tiến hành tu luyện không gian khí hải trên khí màu vàng kim nhạt tí tì từng sợi thành hà mờ mịt khí lạnh bốc hơi lấp đầy trọn cái không gian tầm bầu thần thai ở trong huyệt khí hải sáng chói chói mắt cường từ nam biết rõ thượng hạ trung hạ tam đại đan điền không gian huyệt khiếu đã được mở ra và không gian huyệt khiếu này chất chứa uy lực thần bí còn không có bộc phát. Một khi hắn mở ra không gian huyệt khiếu thứ tư, tam đại đan điền trở thành đạo cơ, thực lực của hắn sẽ xuất hiện một kỳ tăng trưởng như giếng phun. Bởi vì hắn không tiếc hào phí linh thạch, là muốn mau chóng mở ra không gian huyệt khiếu thứ tư. Một người một bước, vạch pháp bầu trời mà đi, đại càn vương triều phương viên mấy vạn dặm quốc thổ, chỉ chiếm ở phương đông càn nguyên vực, mà Tây Nam là đại lý vương triều phương bắc vô tận thảo nguyên là lãnh địa man tộc chính giữa tam đại thế lực là đại hoang sơn mạch không biết bao nhiêu vạn dặm làm giới hạn sinh diệm thức đột phá đến hoàng thú thất phẩm tốc độ tăng lên nhanh chỉ dùng ba ngày liền bay vùn vụt một vạn dặm phía trước một vùng tuyết trắng tinh xuất hiện một thành trì cự đại cao lớn hùng vĩ chính là bình dương thành ở biên giới phương bắc của đại càn vương triều bình dương thành cũng ung hòa thành an định thành là ba đại thành trì của đại càn vương triều nơi phương bắc vì làm hồ khiêu hạp cùng với man tộc giao giới trăm ngàn năm qua gánh phác lấy trách nhiệm chống lại man tộc xâm lấn đức tông hoàng đế vì diệt sát bọn người khương viễn sơn âm thầm với man tộc tam quốc sư tại Các mỹ cùng các vị cao thủ trả giá chính là ba thành trì này chứng kiến bình dương thành tường thành hồng vĩ phía trên còn có một chút vết máu màu đỏ sậm tỏ rõ nhiều năm trước đại chiến thảm thiết còn có tuế nguyệt lưu lại dấu vết tăng thương thần sắc của cương tử nam có chút là vô cùng phức tạp ba tòa thành trì này từ khi đại càn vương triều kiến quốc hơn 800 năm đến nay thường xuyên là trọng điểm man tộc cướp bóc thậm chí rất nhiều lần ba tòa thành trì trực tiếp bị man tộc chiếm lĩnh vào vài năm trước vì thu phục ba tòa thành trì này cương tử nam tam thúc cương tử dũng xuất chiến liền giết hơn 7 viên đại tướng man tộc thu hoạch mấy chục phản đại quân thu phục ba tòa thành trì này nhưng cuối cùng ở khổ kiêu hạp lại chết trận. Phụ thân của mình Khương Tử Hiên, năm năm trước, càng từ Bình Dương Thành, xuất lĩnh trăm vạn đại quân, liền phá man tộc 18 thành, xâm nhập đại thảo nguyên nghìn vạn dặm. Cuối cùng, ở kinh đô man tộc Bạch Mã Thành, bình bại bỏ mạng. Ba tòa thành trì này thật đúng là cùng Khương gia ta hữu duyên đấy. Khương Tư Nam kẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lập lòe nói với xích diễm thước. Ta muốn đi xuống xem một lần, chính người đi chơi đi. Vừa nói xong, Khương Tư Nam thả người nhảy lên như một viên lưu tình kìm sắc, từ trên không trung cấp tốc rơi về phía Bình Dương Thành. Dịch diễm thức cũng kêu to một tiếng, quay người vui sướng bay về phía rừng hoang. Ở đây tới gần mang tộc Thảo Nguyên, có lẽ có thể dò thăm một ít tin tức rồi. Khương Tư Nam tâm điểm hơi đổi, thủ liễm khí tức trên thân, như một người bình thường tiến nhập Bình Dương Thành. Sau khi đột phá đến tiền thiền cảnh, bắt đầu tu luyện hồng mông tạo hóa kinh cường tư nam điền phát hiện nếu mình tận được che giấu ký tức coi như là cương giả trần thiên cảnh cũng phát hiện không được lai lịch của mình hơn nữa thần hồn của hắn cường đại ngọc tham màu trắng phát ra hào quang thần bí có thể hoàn bí che giấu thần hồn của hắn những thủ đoạn nhỏ này so với thành lòng vệ của lão gia tử am hiểu dò hỏi ám sát còn mạnh hơn rất nhiều ở trong bình dương thành người đến người đi cực kỳ náo nhiệt hai bên quan đảo rộng lớn cửa hàng tử quán mọc lên sàn sát như rừng, cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù đại can cùng với man tộc giao chiến liền miên, nhưng mà đối với bình dân phía dưới mà nói, hai phe tầm đó vẫn bảo trì một ít buồn phán lùi tới. Bởi vậy ở trong bình dương thành cũng có thể nhìn thấy người man tộc mặc giả thú, khí lực khổi ngộ. Tùy tiền lầu là tử lâu đổi danh nhất trong bình dương thành, có tất cả ba lầu, chiếm diện tích rộng lớn. Bên trong tam giáo cửu lưu, người đến người đi, sinh ý cực kỳ nóng nảy. Tiểu nhị vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, ánh mắt lập tức sáng ngời. Tuy Khương Tư Nam nhìn như khí thức bình thường, nhưng mà trên người quần áo quý báu, chất liệu tào nhã, xem xét liền biên là công tử thế gia, liền vừa cung kính đi tới, trực tiếp dẫn Khương Tư Nam vào lầu ba. Khương Tư Nam chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, còn một bầu rượu, mấy món ăn vặt, tiện tay thưởng Tiểu nhị một thỏi mười lượng bạc, lập tức để cho Tiểu nhị mặt mày hớn hở, biết là gặp khách nhân hảo phóng, càng thêm cung kính hơn ở trong đầu ba chừng hơn trăm người khương tư nam ngồi ở bên cửa sổ ngược lại có chút không bắt mắt Anh nhìn quét về bốn phía trong đám ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc ở phía xa đang ngồi một bàn người là một thiếu niên khôi ngủ cùng một lão giả nhỏ gầy tuy bọn họ đều làm mặc quần áo của người đại càn hơn nữa diện mục cũng rất giống nhưng mà ở dưới thần hồn của khương tư nam cảm giác vậy mà cùng người man tộc giống y như đúc để cho khương tư nam kinh ngạc nhất chính là lão giả đỏ gầy kia thoạt nhìn cực kỳ bình thường thôi nhưng giống như man tộc tam quốc sư Tề cáp nhĩ bị mình giết chết y như đúc nếu không phải Tề cáp nhĩ đã bị giết hơn nữa lão giả này xem khí tức so với Tề cáp nhĩ còn cường đại hơn Cường tư năm quả thực liền cho rằng Tề cáp nhĩ chết mà phục sinh sống dậy rồi hơn nữa trên tí tiền lâu Cường tư năm còn phát hiện một người quen ở một gian phòng khác lý kìm lòng cùng mấy đại hắn chén rượu lớn uống hăng say, thoạt nhìn cực kỳ là thoải mái. Cường Tử Nam có chút im lặng, không ngờ tới tên ngũ ngốc này ở dưới tay của mình chạy thoát mấy lần, cuối cùng nhất lại bị mình gặp được. Thần hồn của hắn vô cùng cường đại, coi như là cường giả trần thiên cảnh cũng so ra kém hắn. Bởi vì hắn tùy ý bao trùm toàn bộ túy tiên lâu, một y tin tức trọng yếu chậm rãi truyền vào lỗ tai. Các người có phát hiện hay không, mấy ngày nay trong Bình Dương Thành, người man tộc nhiều hơn rất nhiều còn dùng chiến mã khoáng thạch dây bỏ trần quý của bọn hắn đổi lấy rất nhiều lương thực linh dược cái này là có cái gì chứ một người khác cười nói từ khi bạch mã tướng quân đánh người ban tộc nghe tin đã sợ mất mật đám dã man tử kia liền trung thực rồi trước khi thời điểm nghiêm đông còn đều hung hăng can quấy bạt ấp vượt qua hồ kiêu hạp đến bà đại thành trì cướp đoạt lương thực hiện tại chỉ có thể thanh thanh thật thật mua còn phải trả giá cao hơn vài lần Bạch Mã Tương Quân đã uy chấn thiên hạ, nhưng mà lúc này đây, người man tộc đến Bình Dương Thành, nghe nói là vì một đại sự. Đại sự gì? Người kia tò mò hỏi. Nghe nói ba ngày nữa, trong Bạch Mã Thành sẽ cử hành man tộc ba năm một lần tế thiền trì lễ. Bọn hắn đúng là vì tế thiên chi lễ mà chuẩn bị các loại vật tử đấy. Dĩ nhiên là lễ tế thiên à? Người chung quanh đều hoảng sợ nói. Ánh mắt của cường Tư Nam lóe lên, nghe được tế thiên chỉ lễ hắn cũng có chút ngây ngần cả người. Theo như hắn biết, lễ tiền chỉ lễ là nghi thức long trọng nhất của man tộc. Đến lúc đó, tất cả bộ lạc của man tộc ở trên đại thảo nguyên đều sẽ tham gia. Tê tiền chỉ lễ là một muốn tế bái tinh thần chi thần cùng đại địa chi mẫu mà man tộc thờ phụng. Hai cũng là trọng yếu nhất là người của tinh thần điện cũng sẽ trình diện. Từ man tộc tuyển tất cả thiếu niên dưới 18 tuổi thiên phú cường đại gia nhập tinh thần điện điểm này mới là địa phương để cho người man tộc điên cuồng nhất. Tinh thần điện là một trong tam đại tiên môn. Nếu có thể gia nhập tinh thần điện, vậy trong tương lai tuyệt đối là cường giả quan sát toàn bộ cán nguyên vực. Bởi vậy vô số thiếu niên man tộc đều đối với tế thiên chi lễ tràn ngập sự trở mong. Người của tinh thần điện cũng sẽ đến sao? Quay miệng của Khương Tư Nam có chút dương lên, trong lòng có chút do đo. Hắn vốn không biết tinh thần Sơn coi như là diệp tích quân cũng chỉ biết tinh thần sơn ở phương bắc của man tộc thao nguyên nằm trong đại tuyết sơn vô tận nghe nói nơi đó là địa phương tiếp cận tinh thần nhất tinh thần điện tu luyện tinh thần chỉ thực giống như là thất tinh thần quyền đều là dùng chu thiên tinh thần diễn biến thần thông phó học nếu bằng chính hắn đi tìm tinh thần sơn còn không biết muốn đi tới khi nào hôm nay đã có một thế thiên trí để như vậy chuyện kết liên dễ dàng làm hơn rất nhiều vừa lúc đó thiếu niên côi ngộ bên người lão giả nhỏ gầy vô cùng kêu căng nhìn quét bốn phía cười lạnh một tiếng nói cái gì mà bạch mã tướng quân chó má chứ bất quá chỉ là hư danh mà thôi còn không phải bị cao thủ man tộc giết chết còn làm phiên hàng trăm phản đại quân dùng ta xem hắn là tội nhân của đại can tội nhân thiên cổ ấy thiếu niên côi ngộ nói lập tức làm cho cả túy tiền lầu sôi trào bọn họ đều là người trong bình dương thành được đại ân của bạch mã tướng quân năm năm trước trận chiến ấy của bạch mã tướng quân cơ hội đánh tàn ý chí chiến đấu của người ban tộc để cho bọn hắn sắp muốn phong quốc rồi triệt để đánh người ban tộc trung thực ba tòa thành trì hôm nay mới có thể khỏi bị nỗi khổ chiến loạn trong lòng bọn họ bạch mã tướng quân là đại càn quân thần đâu có thể dẫn người khác vũ nhục quân thần lập tức đều trợn mắt nhìn thiếu niên khôi ngô cả một đám người hai mắt phóng hỏa trời âm âm cả lên rồi Tên hỗn đàn này rốt cuộc là thằng nào? Vậy mà vô lễ với đại càn tướng quân. Chúng ta như thế hả? Ngươi không biết nếu không có bạch mã tướng quân. Hôm nay Bình Dương Thành chúng ta vẫn còn ở trong chiến loạn sao? Không có một tia cảm ơn chi tâm. Người còn có phải người đại càn vương triều hay không? Tuổi <laughs> còn nhỏ, hèn hạ vô sỉ. Nên ném ra ngoài, đút cho sói hoang man tộc ăn đi. Dùng ta nhìn xem, tiểu tử này căn bản không phải người đại càn chúng ta. Người xem vẻ mặt của hắn hùng ác, nó không chừng là gian tế của man tộc cút ra khỏi bình dương thành cho chúng ta cút ra khỏi bình dương thành đi nơi lầu ba tất cả mọi người bị thiếu niên cồi ngô nói chọc giận đối với hắn gào thét mắng to sau mặt thiếu niên cồi ngô trở nên tái nhợt trong mắt ánh lên vẻ hung ác thân thể như một trường cùng kéo căng có một cỗ khí thế không thể hiểu chậm rãi thức tỉnh tựa như là một viễn cổ hùng thú sư phụ của hắn ta nhân dị quốc sư giờ phút này sắc mặt lạnh nhạt tự rót tự uống một mình hắn cũng không nhận ra trong bình dương thành này có thể có cao thủ gì tuy lần này là vì dò xét nguyên nhân cái chết của đệ đệ Tề cáp nhĩ nhưng mà hắn cũng không phải một nhân vật điệu thấp huống chỉ hắn đối với bạch mã tướng quân khương tử hiên cũng cực kỳ khó chịu đối với người trong bình dương thành sùng kính khương tử hiên như thế cảm thấy cực kỳ chán ghét vừa lúc đó từ trong phòng bên cạnh lao tới một bóng người mang theo tiếng chửi rủa tùy tiện. Tùy lão tử không phải người tốt lành gì, nhưng mà lão tử sùng bái nhất đúng là Bạch Mã Tướng Quân. Bạch Mã Tướng Quân bằng thảo võ lược, đệ nhất thiên hạ. Năm năm trước giết người man tộc, nghe tin đã sợ mất mật, bại không thành binh. Cuối cùng theo chút nữa, diệt quốc gia bọn hắn. Chính là đại can quân thần. Người tính toán là cái gì? Lỗ mũi của người chỉ lên trời, lớn lên xấu xí không chịu nổi, cũng dám ở đây sủa bậy hả? Ánh mắt của cường Tư Nam lé lên, phát hiện dĩ nhiên là Lý Kim Long, trên mặt mang theo một vết thẹo, sắc người khôi ngô, thoạt nhìn có chút hung ác, khí tức toàn thân như núi lửa. Hơn một tháng không thấy, vậy mà đạt đến tiền thiền ngũ trọng, bó khí thành tường. Loại tốc độ tu luyện này, coi như là so với Khương Tư Nam cũng không thua bao nhiêu. Nghe Lý Kim Long mở miệng giữ gìn phụ thân mình, Khương Tư Nam đối với hắn cảm nhận cải biến một ít. Xem ra người này còn chưa tính là hết thuốc chữa nhưng mà tràng cảnh kế tiếp lập tức để cho cường từ Nam đen mặt, tất cả cầm miệng cho ta. Tiếp niên khôi ngô hai mắt đỏ bừng bừng, trong miệng phun ra bạch khí, miệng tức run rẩy thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Về mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào đi kim long, một thân khí tức không kém gì tiền thiền ngũ trọng chợt bộc phát, áp bách toàn bộ đầu ba. Lúc này mọi người mới phát hiện, tiêm điện khôi ngô lại còn là một vị cao thủ tiền thiên cảnh, lập tức đều cầm như hến mắt tác nhân chỉ nhìn lướt qua Lý Kim Long, lập tức để cho Lý Kim Long một bộ nghiêm nghị chính khí như rơi vào băng uyên. Thân thể của hắn có chút run run, lão già nhỏ gầy trước mặt kia, toàn thân khí tức như uyên như biển, thầm bất khả trắc, rõ ràng là tiền thiên cửu trọng đại tông sư. Trong nội tâm của Lý Kim Long thầm báng rùi rồi, ai bảo đầu mình nóng lên, phát nhiệt can thiệp vào chuyện này, hôm nay đã vào tấm thiết bản, hối hận thì đã muộn. Lý Kim Long bỗng nhiên lộ ra một dáng tươi cười nịnh nọt, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói với tát nhân. Ây giá không ngờ tới lão nhân ra ngài giá lâm, tiểu tử có mắt như mù, thật sự là có lỗi rồi. Vừa rồi ta cùng vị tiểu huynh đệ này nói chuyện đều là đùa thôi, đảm đương không có nổi, ngài bỏ qua cho. Tát nhân đều hứng thú nhìn chằm chằm vào Lý Kim Long, thẳng đến khi đối phương có chút sợn hết cài ốc, lúc này mới mỉm cười nói, người nhận ra chúng ta sao? Nhận ra, nhận ra, sao có thể không nhận ra chứ? Đi Kim Long vẻ mặt cười lấy lòng, nhưng ánh mắt lại phiêu hốt bất định. Lão nhân ra ngày tung hoành thiên hạ, thần uy vô song, ai không biết, ai không hiểu. Tại hạ ngưỡng bộ đã lâu, chỉ là tại hạ còn có việc cấp tại thân, liền đi trước một bước. Lão nhân ra người chậm chậm dùng bữa, chậm chậm dùng bữa nhá. Đi Kim Long chậm rãi thối tùy đến cửa sổ, sau đó nhảy lên, muốn thoát khỏi túi tiền lâu. Đứng đó cho ta. Tiêm liền khồi ngô, giận dữ thét, nhưng mà tốc độ của Lý Kim Long nhanh hơn như một con thỏ con. Thân hình lập tức bay lên, một chân đã bước ra ngoài cửa sổ. Ở trước mặt của Lão Phu còn dám chạy à? Tác nhân kia cười lạnh một tiếng, chân khí khổng lồ đầy ra. Toàn bộ đầu ba cuồng phòng gào thét, tất cả bàn ghế bắt đầu bạo toái. Bàn tay của tát nhân bay thẳng về phía trước. Một đại thủ ấn mang theo khí thế vô tận, lập tức đập về phía Lý Kim Long. Lý Kim Long biến sắc, trong miệng kêu lên một tiếng, trong tay một linh phủ lập tức thiêu đốt ở quanh thân tạo thành một kết giới kim sắc nhàn nhạt, nhạt, kim cương phù tác nhân kinh hồn một tiếng lý kim long đã có kim cương phù bảo hộ một trường của hắn vỗ vào trên lưng lý kim long cận xong kim sắc nhộn nhào không có chút dấu hiệu phá vỡ nào ngược lại lý kim long vượn nhờ lực lượng một trường này cấp tốc bay ra túy tiền lâu trong nội tâm lý kim long vô cùng đau lòng không ngờ tới bởi vì một câu nói của mình lại hao tổn một tấm kim cương phụ trân quý, nhưng may mắn vẫn trốn thoát rồi. Thời điểm bay ra ngoài túy tiên lâu, hắn nhìn thoáng qua một bóng người bên cạnh cửa sổ, phát hiện Khương từ Nam đang giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, lập tức để cho Lý Kim Long vong hồn bốc lên chạy trốn nhanh hơn rồi. Cái tiền tiểu tổ tông này tại sao lại ở đây, tại sao lại xui xẻo đến như thế chứ? Trong nội tâm của Lý Kim Long kêu thảm một tiếng, quả thật là đối với Khương từ Nam sinh ra bóng mà tâm lý, chạy thục mạng ra ngoài Bình Dương Thành. Tiểu tử kia thậm chí còn có kim cương phù, xem ra thân phận không tầm thường, đuổi theo. Tắt nhân kia cười lạnh một tiếng, một tay cầm lên thiếu niên khôi ngô, thân hình cũng đột nhiên chạy ra ngoài, lăng không đạp hư không, dưới chân sinh ra mây bổ màu đen, theo đuổi đi kim long không bỏ. Đi kim long cảm nhận được khí tức sau lưng dần dần tới gần, quay miệng một hồi đắng chát, nhìn không được muốn tát mình hai cái bàn tay hôm nay lại bị lão quái vật kia theo dõi. Hắn không thể không lại lấy ra một tờ thân hành phu, vỗ vào trên người của mình, tốc độ lập tức để cao thêm vài lần. Khóe miệng của Khương Tử Nam có chút dường lên, thủ điểm khí tức toàn thân cũng đuổi theo, bảo trì một khoảng cách nhất định, chăm chú dán ở sau lưng tát nhân. Thẳng đến lúc này, người trong đầu mới phản ứng qua, cả đám thất kinh, biết rõ vừa rồi mấy người kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh cả. Nhanh bẩm báo trấn thủ tướng quân đi. Làm bản túy tiền đầu kinh hồn chưa định Vội vàng chạy về phía phủ tướng quân Khương Tư Nam đi theo sau lưng tát nhân cùng Lý Kim Long Rất nhanh liền bay ra Bình Dương Thành Xem phương hướng Lý Kim Long Dĩ nhiên là lao về phía hồ khiêu hạp Mà tát nhân cắn chặt không thả Xem ra đã quyết tâm phải bắt bằng được Lý Kim Long Mà tộc quốc sư sao Lớn lên cùng Tề cáp nhĩ giống nhau như thế Chỉ sợ là đồng bào huynh đệ của thể cáp nhĩ rồi trong ánh mắt của Khương Tư Nam ánh lên ánh sáng lập rẻ Thần hồn của hắn bao trùm phương viên ngàn trượng, đã phát hiện công pháp tát nhân tù luyện cùng tới các nhĩ cực kỳ tương tự. Hơn nữa nhìn diện mục tương tự như thế, đối với thành phận của tát nhân, hắn đã đoán được tám chín phần 10 rồi. Hắn là muốn đi ngọc kinh thành tìm hiểu tình báo, bật qua ngu xuẩn chính là ngu xuẩn thôi. Ngày ngàn như thế, thật đúng là đối với đại càn phương triều như không có gì. Đang như vậy, người liền ở lại đây cho ta trong nội tâm của Khương Tư Nam bắt đầu khởi động lên một cỗ sát cơ. Đã xác định đạo đầu này rất có thể là man tộc quốc sư. Tự nhiên không thể thả hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành. Ở đây tuyết trắng bao trùm, rừng hoang vô tận, đúng lúc là nơi táng thân cho tác nhân. Bên man tộc có tam đại quốc sư, theo thứ tự là bố nhĩ tư, tác nhân cùng thể Cáp nhĩ. tề cam nhĩ đã bị Khương từ Nam giết chết, mà theo Khương Tư Nam hiểu rõ, à bố nhị tư là một lão giả dáng người khôi ngô đầu đầy tóc vàng mà người trước mặt này rõ ràng không giống như thế, hẳn là ban tộc nhị quốc sư tát nhân. Nợ máu của tam thúc ta, trước hết từ trên người của người thù chút tiền lời. Ánh mắt của Khương Tư tham rét lạnh, chân đạp phong đồi bộ, nhanh như là thanh phong phiêu hốt bất định, chạm chút rán ở sau lưng mấy người. Mấy người đi phía trước chạy vội trăm dặm, liền thấy được một vực sầu cự đại, tản ra sương mù màu đen. Trung quanh núi hoan đột ngột, có một cỗ khí thức quỷ dị lập lè để cho người ta nhìn không được trong đội tâm run lên. Hồ khiêu hạp, phía bắc là thảo nguyên vô tận của man tộc, phía nam là lãnh thổ của đại càn vương triều, mà ở trong đó cũng là địa phương 7 năm trước cường tử dũng chết trận. Hồ khiêu hạp kỳ khi thật là một vực sâu, chiều rộng mấy ngàn trượng, thầm bất khả trắc, chiều dài thì kéo dài hơn nghìn dặm, một mực kéo dài đến chỗ sâu trong đại hoang sơn. Nghe nói là thần thú bạch hổ ở thời kỳ viễn cổ ở đây nhảy dựng trùng thiên để lại vực sâu khổng đồ như thế bởi vậy mệnh danh là hồ khiêu hạp hồ khiêu hạp ở đây bất luận là từ lúc nào cũng là một mảnh hoang vu cực hạn không có một ngọn cỏ chỉ có núi hoang quái thạch trụi lùi tản mát ra vô số ký tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lý kim long một đường hướng bắc tuy hắn dùng thần hành phù tốc độ đề cao gấp bội nhưng mà chỉ có thể bảo trì tốc độ tương đương với tác nhân căn bản không có biện pháp bỏ qua tác nhân chứng kiến hồ kiêu hạp trước mắt lý kim lòng càng có chút ủ rũ tiên thiên cựu trọng đại thông sư có thể đang không hư độ bay vọt qua hồ kiêu hạp nhưng mà người bình thường cũng chỉ có thể thành thành thật thật thông qua tiểu đạo cập kênh trên hồ kiêu hạp mà đi thôi lý kim lòng có chút e ngại chính là nếu thời điểm hắn thông qua tiểu đạo cập kênh kia ta nhân đột nhiên đối với hắn phát động tập kích nói không chừng hắn sẽ rơi vào trong vực sâu vô tận nghĩ tới đây lập tức để cho hắn có chút không rét mà run Lý Kim Long có muốn giết màn tộc nhị quốc sư tát nhân sau lưng ngươi không? Bỗng nhiên một thanh âm trêu thức ra nua ở bên tai Lý Kim Long vang lên. Là ai? Thân sắc của Lý Kim Long cả kinh nhìn quanh bốn phía. Căn bản không có phát hiện một bóng người nào. Chớ có mà lộn xộn, không nên để cho tát nhân hoài nghi. Ta đây là dùng thần hồn chi lực ở trong đầu của người chiếu hình. Tát nhân phát hiện không được. Ta chỉ hỏi người có muốn giết tát nhân hay không ngươi chỉ cần ở trong óc mặc niệm là được. Trong nội tâm của Lý Kim Long khiếp sợ, hắn cũng không phải người không có kiến thức, loại thần hồn chiếu hình này yêu cầu cực kỳ lớn, tiền thiên cảnh căn bản thi triển không được, hắn là một vị tiền bối chân thiên cảnh phải chăng? Tiền bối, thằng này dĩ nhiên là man tộc nhị quốc sư sao? Hắn muốn mạng của ta, ta tự nhiên cũng muốn giết hắn, nhưng mà ta không có thực lực ấy. Trong đầu của Lý Kim Long mặc niệm nói, yên tâm đi, sự tình giết tác nhân tự nhiên là ta ra tay Bất quá đợi lát nữa Người phải giúp ta ngăn lại đầu đệ của hắn Hơn nữa nếu tác nhân trước khi chết Phát ra đưa tin linh phủ Người có biện pháp nào không Trong lòng của Lý Kim Long mừng rỡ Vội vàng mặc niệm nói Tiền bối cứ yên tâm Tiểu tử gốc kia ta nhất định sẽ bắt lấy hắn Về phần đưa tin linh phủ Ta nơi này có một tấm cấm không phủ Có thể ngăn cản hắn trước khi chết phát ra tin tức Vậy thì người bây giờ đốt dấu cấm không phủ trên mặt đất không nên cho hắn hoài nghi chợt ta lấy được cấm công phù rồi lập tức liền ra tay giết hắn lý kim long suy nghĩ cũng không dám cử tuyệt dù sao hiện tại mắt tên vốn bon đến trước vực sâu của hồ kiều hạp rồi hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần hắn cắn răng xả tốc đi về phía trước sau đó đột nhiên đá lên một viên thạch đầu cực lớn bay về phía sau lưng chút tài bọn, bất quá là vùng vẫy dãy chết thôi mà tác nhân cười lạnh một tiếng tiện tay chém ra một trường viên cư thạch kia năm trên năm xẻ bày đổ tung nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là trong tay lý kim long có một khối đá vụn lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tuyết đọng khương tư nam nhặt được thạch đầu trong tuyết đọng sờ một lần lập tức hiện ra một tấm linh phủ có một đạo chấn động tối nghĩa khương tư nam thỏa mãn nhả gật đầu dùng thực lực của hắn bây giờ cộng thêm kiếm ý nhập vào cơ thể cơ hồ đã đạt đến chiến lực chân thiên cảnh nhưng mà hắn lại không nắm chắc một cách diệt sát tác nhân. Nếu vì hắn đưa tin cho đại quốc sư A Bố Nhĩ Tư, đối với kế hoạch tiếp theo của mình có chỗ bất lợi thật lớn. Khương Tử Nam chỉ muốn lừa dối Lý Kim Long thoáng một lần, không gửi tới quả thật có niềm vui ngoài ý muốn. Trong tay thằng này bảo vật còn thật là không ít đấy. Cấm không phủ kia, xem tỷ lệ đã đạt đến linh phủ nhị phẩm. Có thể phong tỏa phương viên ngàn trường, dĩ nhiên đối với ngăn đường cản lối, công kích còn không có đủ lực nhưng mà đối phó với linh phủ đưa tin lại cực kỳ phù hợp tiền bối cấm không phủ người đã lấy được rồi lại không ra tay liền tới hồ khiêu hạp rồi lý kim lòng vô cùng lo lắng mặc niệm nói hắn thật đúng là sợ tiền bối thần bí kia cầm linh phủ của mình chạy mất nhưng mà nghĩ lại dùng thân phận của tiền bối kia có lẽ còn khinh thường làm chuyện như vậy ngươi yên tâm đi ta sẽ ra tay ngay khương thứ Nam nhìn không được cười khẽ nói ồ cái thanh âm này thật là quen tai đấy Lý Kim Long có chút nghi hoặc Cương Tư Nam không có tận lực che giấu thanh âm của mình Để cho hắn có một loại cảm giác Giống như đã từng quen biết Tiểu tử dừng lại cho ta Người mà chạy nữa Lão tử liền đánh người rớt xuống hồ khiêu hạp Cho người thịt nát xương tan Hồn phì phách tán Thanh âm của tác nhân lãnh khốc Từ sau lưng Lý Kim Long chuyển đến Khoảng cách cả hai kéo lại gần rất nhiều Chứng kiến trên người Lý Kim Long không ngừng lấy ra kim cương phù cùng thần hành phù để cho tác nhân càng muốn bắt giữ hắn linh phù là cường giả chân thiên cảnh mới có thể luyện chế chính hắn cũng không có mấy tấm nếu có thể bắt được lý kim long Chỉ sẽ thu hoạch là không nhỏ rồi trong ánh mắt của tác nhân hiện lên một tia tham lam bỗng nhiên một cỗ kiếm ý vô cùng cường hắn quán thông thiên địa phàng phất như trên chín tầng trời chém xuống mang theo ký thức tôn quý uy nghiêm cùng tang thương đánh úp về phía sau lưng tác nhân tác nhân kia sợ tới mức toàn thân run rẩy không cần phải suy nghĩ một tấm kim cương phủ thiêu đốt đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một linh khí thiên tròn thúc dụng đến cực hạn ngăn cản ở sau lưng hắn có cảm giác không đủ bảo hiểm lại tế ra hai thanh linh kiếm cực tốc đánh về phía sau lưng muốn ngăn cản thoáng một phát dù sao kiếm ý kia quá kinh người để cho hắn có một loại sợ hãi phát ra từ linh hồn đầu tiên là kim cương phủ hình thành kết giới như lưu ly tạc vỡ ra, chỉ trong nhánh mắt liền hoàn toàn bị phá vỡ. Sau đó khí tức kia, thế đi không giảm, lập tức trảm đến trên linh khí khiên tròn. Răng rắc. Linh khí khiên tròn phát ra một tiếng giòn vang, phù văn tạc toái, linh quang ảm đạm. Linh khí khiên tròn giữ vững được thoáng một lần, cũng lập tức phá vỡ. Ngay sau đó là hai thanh linh kiếm, cũng chiến binh một tiếng. Tiếng nổ mạnh long long, cuối cùng hùng hằng bổ tới trên người tát nhân. Dầm rầm. Trên khi hộ thể trên người tác nhân phá vỡ kiếm ý ở trên người của hắn để lại một miệng vết thương dài đến cả xích thiếu chút nữa liền chém hắn làm đôi là ai đánh lén ta trong miệng của tác nhân phún huyết trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng hung ác lập tức đập vào trên đại địa trong ánh mắt của hắn xuất hiện một bóng người kim sắc khương tư nam bao phủ ở trong một mảnh kim sắc thần quang ánh mắt sáng ngời sợi tóc màu đen bay lên thế lực cường kiện tàn ra kiếm ý vô tận. hắn cầm trong tay phòng lồi kiếm, một người bột kiếm đi ở trong cánh đồng bát ngát tịch liêu, toàn thân chiến ý bốc lên, kim quang vạn trượng, tựa như một chiến thần. người là người phương nào? vì sao đánh lén ta chứ? ta nhìn vững tin, hắn căn bản không biết cường tư nam. hơn nữa nhìn cường tư nam trẻ tuổi như vậy, điện đạt đến tiền thiên cảnh cửu trọng đại thông sư, để cho hắn vừa sợ vừa giận, thành ngầm khan khan mà hung lệ sắc mặt của Khương tư nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, cứ như vậy cầm kiếm đi tới. phòng đội kiếm tử quang đồng đậm tung hoành, bộc lộ tài năng. vừa rồi bột kiếm kia của cường tư nam, cơ hồ muốn đuổi giết tát nhân rồi. trong lòng của hắn cũng có chút tán thưởng. vừa rồi bột kiếm kia là thuần dương phần thiên kiếm trong thuần dương ngọc hoàng kinh. hắn chỉ vừa lĩnh ngộ nhưng đã có uy lực đến như thế. đại ngàn vương triều võ thành vương phủ cường tư nam, cường tư nam nhàn nhạt, nhạt nói. Trên khuôn mặt của tác nhân lập tức lộ ra thần sắc vô cùng chấn động, nhưng mà ánh mắt cũng trở nên càng thêm hùng ác. Khương Tư Nam, ngươi là nhi tử của Khương Tử Hiên à? Ngươi làm sao có thể có tù vị như thế chứ? Trong lòng của hắn trầm xuống, võ thành vương phủ cùng ban tộc cửu hận thế nào, có thể dùng huyết hải ngập trời để hình dung. Hắn khiếp sợ, đồng thời cũng biết hôm nay đã là cục diện không chết không thôi. Bốn phía tuyết trắng mênh mông, ở dưới trời chiều lóe ra quang mang màu vàng. Ta nói thân phận của ta chỉ đã muốn cho ngươi chết minh bạch. Còn có man tộc đại quốc sư A Bố Nhị Tư. Ta tin tưởng hắn rất nhanh có thể đi tìm ngươi dưới suối vàng. Khương Tư Nam lạnh nhạt nói trong mắt lạnh như bằng thấu xương kiếm khí của phòng lùi kiếm sông lên trời toàn thân hắn kiếm ý vô tận thúc giục tàn bát ra hào quang vô cùng sáng chói lập tức liền bao phủ tát nhân là hắn sao lý kim đồng chứng kiến khương tư nam xuất hiện lập tức sợ hãi kêu lên một cái trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ và giật minh, cảm giác được cực kỳ biệt khuất khiếp sợ chính là hai tháng trước khương từ nam bất quá là hậu thiên cửu trọng nhưng mà hai tháng sau vậy mà đạt đến tiền thiên cửu trọng đại tông sư tốc độ như vậy coi như là thiên tri kiều tử của tiền môn cũng không bằng chính hắn cũng bởi vì nhận được một ít cơ duyên mới có thể đạt tới tiền tiền ngũ trọng vốn nghĩ đây tốc độ tù luyện của mình tuyệt đối là kinh ngường càn nguyên vực nhưng nhìn đến khương từ nam hắn vẫn bị đả kích thật sâu. Giật mình nhất chính là thành gầm chiếu hình đến thần hồn của hắn để để cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Vậy mà thực đúng là Khương Tư Nam còn lừa mình một tấm cấm không phủ trần quý nữa chứ. Cái tiền sát tình này chỉ sợ là sau khi giết tát nhân xong sẽ tới thu thập ta thôi. Chỉ là không ngờ tới hắn dĩ nhiên là nhi tử của bạch mã tướng quân. Lý Kim Long vô cùng phiền muộn. Chứng kiến Khương Tư Nam đang cùng tát nhân đại chiến, quay người liền muốn bỏ chạy về phần giúp cường từ nam ngăn lại đồ đệ của tác nhân hắn đã sớm hoàn toàn để ở sau đầu nói giỡn sao còn là cái mạng nhỏ của mình lớn nhất đấy chiếu chiếu một tiếng tên mình xuyên kìm liệt thạch vang lên trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh xích diễm đập lòe xích diễm tức toàn thân hỏa diễm ngập trời hai cái cánh che khuất bầu trời lập tức liền từ trên bầu trời vọt xuống ánh mắt có chút trêu tức nhìn lý kim long hoàng thú thất phẩm mà da đầu của lý kim long run lên kinh hô một tiếng lập tức không dám có chút động tác Sức diễm tước này là hắn bái kiến lúc ấy bất quá là hoang thú lục phẩm thôi nhưng mà không ngờ tới bây giờ đã đột phá rồi ở một bên khác tác nhân lại khổ không thể tả tu vi chiến lược của hắn tùy mạnh hơn tể cáp nhĩ rất nhiều nhưng mà chống lại cường từ nam vẫn cảm giác vô cùng cố sức Không chỉ hắn hôm này còn thụ thương rất nhanh đã bị cường từ nam chế trụ rầm rầm thiên địa rung động tuyết rơi tứ tán kim quang hừng hực dưới trần khí vô cùng cường hãn đối kháng vô số bồng hỏa tuyết ngưng tụ thành màng lớn màng lớn hơi nước mềm mềm màng màng bao phủ bốn phía trong tay của tác nhân là một thanh khai sơn phủ cực lớn toàn thân đen nhánh tản ra hào quang nhàn nhạt có phù văn lập lòe mỗi kích đều mang theo khí thế vô tận phảng phất như có thể bổ ra cả thiên địa nhưng mà khương tư nam vẫn quá mạnh mẽ Phòng kiếm cổ phong lôi kiếm cổ đãng phong lôi thuần dương kiếm khí huyết phần thiên ngọc hoàng kiếm vô song tề thiên hơn nữa trên người của hắn quán chú khai thiền kiếm ý cùng diệt thế kiếm ý mỗi một loại đều đủ để kinh thiên động địa đầu đệ của hắn đã bị hắn ném xuống dưới căn bản không có chạy trốn đã bị xích diễm tước một cánh đập ngã đã quên cùng người đói qua kỳ thật tê cáp nhị cũng đã chết trong tay của ta khương tư nam lạnh lùng nói kiếm quang trong tay bao phủ tát nhân tát nhân ra sức phản kháng nghe được câu này lập tức nổ khí trùng thiên hai mắt phún hỏa sợi tóc bay múa trong ánh mắt nhìn về phía cương tư nam tràn đầy sát ý ta muốn người phải chết a à! Tạch nhân liên tục gào thét vô cùng điên cuồng cự phủ trong tay vung vẩy bộc phát ra lực lượng cực hạn trừ thiên tình lực cựu thiên huyền linh dùng tinh hồn của ta dẫn tình nhập vào cơ thể nam đầu thân quyên diệt tác nhân gầm nhẹ phảng phất như ma âm tới từ địa ngục trên khí quanh thân hắn bộc phát đồng thời thần hồn cũng tàn mát ra sáng chói chói mắt. Ở phía trên hư không, phảng phất như có bảy viên tinh thần lóe lên rồi biến mất. Quanh thân của tác nhân chậm rãi hiện ra bảy viên trí tôn tinh thần hư ảnh. Phụ văn thần bí bay bố, hào quang vạn trượng, mang theo một tia chấn động khủng bố. Ánh mắt của Khương Từ Nam cũng có chút ngưng trọng. Hắn biết tác nhân đây là dốc sức điều mạng, không tiếc thiếu đốt thần hồn thì triển bí pháp, đến bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Bảy viên hư ảnh trí tôn tinh thần chậm rãi dung nhập đến thân thể của hắn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bành trướng mười mấy lần, huyết nhục bằng tùng tóe, nhưng mà ký tức lại gấp bội trước kia. Tăng nhận tượng như một cự nhân, hai mắt tràn ngập khát máu, chỉ một quyền cũng tản ra hào quang sáng chói đến mức tận cùng, phảng phất như trừ thiên tình lực đều gia trì ở trên một quyền này, cùng hằng oanh về phía Khương Tử Nam. Ngọc Hoàng tề tiên kiếm. Khương Tử Nam cũng gầm nhẹ một tiếng, chân quyền toàn thân vô cùng khổng lồ, dũng mãnh vào trong phong lôi kiếm phong lôi kiếm lập tức tuồn ra kiếm cương kim quang lập ra thần hy quanh quẩn có ký hiệu thần bí mà tôn quý lập ra phảng phất như tiền thiền nhân ở trên chín tầng trời chém giết cường địch mang theo kiếm ý to lớn bao la bao phủ cả phiến thiên địa này một kiếm này đường hoàng to lớn Tựa như vương đạo chỉ kiếm mang theo tín niệm vĩnh hằng của chúng sinh tàn ra hào quang bất hủ trảm xuống bên dưới đoanh thần quang đổ tung cuồng phong lay động, phiến thiên địa này lập tức bị hào quang sáng chói bao vây. Đại địa rung rung, phảng phất như hư không muốn đổ tung, khí tượng vô cùng khủng bố. Quang phủ bay tán loạn, như một tiểu mặt trời nóng bỏng mà sáng ngời. Ở trong phương viên ngàn trượng, tuyết lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Thật lâu sau đó, hào quang tán đi, Khương từ Nam tay cầm phong đôi kiếm, toàn thân kim quang nóng lánh, sợi tóc màu đen nồng đậm mà sáng bóng còn tác nhân lại một lần nữa biến trở về hình thể bình thường. Chỉ là trên người vết thương chồng chất, cứ phủ đầu tung, mặt như giấy vàng, chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng. Tật! Trên mặt tác nhân lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, biết rõ mình chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Hắn cắn rong một cái, trong tay có một tấm linh phủ ra lên hào quang, muốn bay về phía xa xa. Linh phủ đưa tin sao? Khương Tư Nam khinh thường cười cười, lập tức tế ra cấm không phù một tia hư không chấn động bao phủ phương viên ngàn trượng linh phù truyền tin lập tức giống như lâm vào trong bùn lầy bị giam cầm lại Khương tư nam khẽ vẫy tay linh phù truyền tin liền rơi xuống trong tay của hắn liệt diễm bốc lên linh phù truyền tin bị đốt thành tro bụi trên mặt của tác nhân tràn đầy thần sắc tuyệt vọng hắn nằm trên mặt đất lục phùng cụ tạng đã triệt để nát bấy hơi thở mong manh ánh mắt nhìn về phía Khương tư nam tràn đầy sợ hãi không cam lòng cùng với hung ác ngươi không cần không cam lòng Ta tin tưởng đại quốc sư A Bố Nhị Tư Rất nhanh sẽ đến cùng tìm ngươi Cương Tư Nam lạnh lùng cười cười Tuy tiện cho tát nhận mấy viền lình đàn chữ thương Sau đó giam cầm kinh mạch toàn thân hắn Ném vào trong huyền hoàng không gian Tuy Cương Tư Nam không ngại giết hắn đi Nhưng mà sợ giết tát nhân rồi Sẽ bị A Bố Nhị Tư biết Đối với kế hoạch tiếp theo bất lợi liền nhốt hắn lại ông bông tà hoa tháp Theo cảnh giới của hắn đột phá cũng dần dần lộ ra chỗ thần kỳ túi trữ vật chỉ có thể thu thập một ít đồ vật căn bản không cách nào cất người vào trong nhưng hồng bông tà hóa tháp sẽ không có loại hạn chế như vậy cương tư nam xoay đầu lại theo dõi lý kim long cùng thiếu niên khôi ngô hai người đều nhịn không được dùng mình một cái vô ý thức muốn nói cái gì đó nhưng mà cương tư nam căn bản không có phản ứng đến bọn hắn Trần khí thủ trưởng chụp vào thiếu niên khôi ngô Trần khi kim sắc bắt đầu khởi động lập tức phong tỏa kinh mạch toàn thân của hắn sau đó bắt lấy lý kim long cùng thiếu niên khôi ngô bay về phía xa xa ở đây đại chiến cảnh tượng kinh người chỉ sợ sẽ có người người tới điều tra khương tư nam không muốn phức tạp vì vậy cầm lấy hai người bay ra hồ khiêu hạp đi vào một sơn cốc hoàng vắng nói đi kế hoạch của người cùng với tác nhân là gì cùng với thân phận của ngươi là gì tiêu niên khôi ngô sớm đã bị thủ đoạn của khương tư nam dọa sợ choáng váng không cần cương Tư Nam sử dụng thủ đoạn gì, liền một năm một mười, tất cả đều khai báo. Thì ra thiêu niên này tên là Cách Lôi, nhây từ của một bộ lạc tu trưởng. Bởi vì thiên phú cao, được tác nhân vừa ý thu về làm môn hạ. Lúc này đây là cùng tác nhân tiến về Ngọc Kinh Thành, tìm hiểu hạ lạc của năm người tề cáp nhĩ. Ngay cả man tộc quốc sư cũng có hồn phù, vậy càng quên thông tiêu tuấn cùng tề trưởng lão tự nhiên cũng có. May mắn ta chỉ nhốt bọn hắn nếu không bọn hắn vừa chết, căn nguyên Tông khẳng định sẽ biết được. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, nhưng mà cũng sinh ra một cảm giác gấp gáp. Nếu căn nguyên Tông cũng phải người đến điều tra, khẳng định sẽ phát hiện tiêu tuấn cùng tề trưởng lão đang ở đâu. Nhất định phải nhanh chóng tìm được tinh thần quả thôi. Khương Tư Nam quyết định chủ ý tiếp tục hỏi. Ba ngày sau là lễ tế thiên của man tộc các ngươi. Vì sao ngươi không đi tham gia? Cách đổi đáp tế tiền trì lễ xác thực rất trọng yếu nhất là có thể đạt được tư cách tiến vào thanh địa tinh thần điện nhưng mà tam đại quốc sư vốn coi như là đệ tử của tinh thần điện mỗi người đều có quyền đề cử một danh ngạch trực tiếp tiến vào mà ta đã lấy được danh ngạch ấy không cần phải trải qua tế thiên chi lễ để, để khảo nghiệm nói xong cách lối thành thành thật thật lấy ra một lệnh bài màu đen phía trên phủ văn lập lòe các lấy ba chữ tinh thần điện cái này là lệnh bài nhập môn chỉ cần cầm tinh thần lệnh này có thể trực tiếp tiến vào tinh thần điện. Vì đại nhân này, ta đã nói hết thảy rồi. Xin ngài dơ cao đánh khẽ, ta cho ta một mạng đi. Sau khi cách lời nói xong, trên mặt mang thần sắc nịnh nọt, liên tục dập đầu cầu xin thả thứ. Yên tâm đi, hiện tại ta sẽ không giết người đâu. Cương thứ nam lạnh lùng cười cười, trực tiếp giam cầm hắn lại, sau đó đánh ngất ném vào huyền hoàng không gian, đi cùng sư phụ hắn. Lý Kim Long, Lý Bang Chỗ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cuối cùng khương tư nam mới quay đầu nhìn lý kim long giống như cười mà không phải cười thì ra là ngài nhị từ của bạch mã tướng quân ta thổi nhỏ lên sùng bái bạch mã tướng quân rồi ông đã nhìn thấy thiếu gia càng giống như gặp được bạch mã tướng quân năm xưa đều là tại ta trước kia ở trong đại hoang sơn có mắt như mù mạo phạm đến thiếu gia ngài muốn chém muốn giết muốn róc thịt lộn ra thế nào lý kim long ta không nói hai câu lý kim long nói hiên ngang lẫm liệt trên mặt lộ ra một tia sùng kính nhưng mà thiếu gia, tùy Lý Kim Long ta đáng chết, nhưng ta nghĩ thiếu gia cũng cần mấy cái chó săn giúp ngài làm việc. Cho nên Lý Kim Long ta nguyện ý lưu lại hữu dụng trì thần để cho thiếu gia sử dụng, xin thiếu gia thu tiểu nhân làm thuộc hạ. Lý Kim Long lập tức lộ ra tấn sắc nịnh nọt, quy một chân trên đất cầu Khương Tư Nam nhận hắn. Khương Tư Nam có chút im lặng, cảm giác đại lão có chút hỗn loạn rồi. Hắn vốn muốn là ra tay giáo huấn Lý Kim Long thoáng một phát nhưng mà không ngờ tới bị đối phương nói ra như vậy. Hình như là mình không thu hắn, còn không được kìa. Lý Kim Long, người thật đúng là đủ vô sỉ đấy. Cái gì mà thuở nhỏ sùng bái cha ta? Nhìn bộ dạng của người, chỉ sợ so với cha ta, cũng nhỏ hơn không được mấy tuổi đâu. Nghe vậy, Lý Kim Long có chút buồn bực nói. Thiếu già thiếu già, năm nay ta mới 20 tuổi thôi, nào có già như ngài nói chứ. Ta bất quá là nhìn hơi có vẻ thành thục thôi mà. 20 tuổi á? Khương Tư Nam có chút kinh ngạc Hai mươi tuổi liền tu luyện đến tiền thiền ngũ trọng Phần thiên tư này thật đúng là đủ kinh người đấy Nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Kim Lòng hung thần ác sát Trên mặt còn có một vết sẹo dài Thế nào cũng không giống như một thằng hai mươi tuổi Người nói đúng Thiếu gia ta thật đúng là thiếu chó săn Không thể chuyện gì cũng cần mình làm Người trước kia phạm tội tạm thời ghi đó Lúc này đây cùng thiếu gia ta đi làm một chuyện Chỉ cần có thể thành công ta sẽ thù người Khương Tư Nam sờ sờ lên cằm, cái cười nói. Lý Kim Long lập tức vui mừng quá đỗi, vô cùng nịnh nọt, đụng đụng lên hỏi. Thiếu giả, thiếu giả, anh cần làm gì? Có phải là cùng man tộc tế tiền trì lễ có quan hệ không? Khương Tư Nam có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái. Ờ, đúng là không tệ đấy, cũng có chút kiến thức đấy. Lúc này đây thiếu gia ta, định như vậy này. Khương Tư Nam nói ra kế hoạch của mình. Hắn cũng không lo lắng rằng Lý Kim Long sẽ chạy trốn, Khương Tư Nam có thủ đoạn để cho hắn dễ sai bảo rồi. Sau khi đi kim đồng kè xong, trong ánh mắt có một đạo dị sắc lóe lên rồi biến mất. Hắn chậm rãi nói, Thiếu già, người nói là giả trang cách lui để ta giả trang tùy tùng của ngươi, thông qua tế thiền chỉ lễ lẫn vào tinh thần điện à? Nhưng mà trong tinh thần điện đều là cao thủ, nếu bị nhìn thâu chúng ta đều phải chết không có đất trồn đấy. Khương Tư Nam cười thần bí nói, Người yên tâm đi, bọn thiếu gia có diệu kế rồi. Khương Tư Nam lấy ra một viên linh đan, sau đó đưa lưng về phía Lý Kim Long, mần mềm một hồi. Chờ hắn một lần được quay đầu, Đi Kim Long kinh ngạc đến ngay cả người, còn mắt như muốn rơi ra ngoài. Cái này, cái này là... Thiêu giả, người đã làm được sao? Đứng trước mặt hắn, bất luận là tướng mạo hay khí tức, đều giống tiêu điền khồi ngồ kìa y như đúc. Đây đều là tiểu đạo thôi. Tiêu giả ta tù luyện ra một viên dịch dung đan. Ta dám cảm đoàn, coi như là cường giả chân thiên cảnh cũng phát hiện không được sơ hở của ta Người liền biểu diễn cho tốt vào bộ răng của ngươi vừa vặn làm chó săn cho bổn thiếu gia được Cường tư nam cười hằng hắc nói dịch dùng đàn hắn đã sớm luyện chế xong lúc này đây quả nhìn cũng có công dụng hơn nữa thần hồn của hắn còn có hồng mông tạo hóa tháp bảo vệ thần hồn chi lực vô cùng cường đại có thể tự động bắt trước thành thần hồn của cách lôi tuyệt đối là không chê vào một chút nào được màn tộc thảo nguyên phương viên mấy vạn dặm vô cùng bao la xa hơn phương bắc là đại tuyết sơn vô tận nghe nói tổng môn của tinh thần điện ở trong đó tinh thần sơn cường tư nằm hóa trang thành cách lôi cùng lý kim long chung một chỗ cử ý xích diễm tước không đến hai ngày liền hoành độ vài nghìn dặm sắp đến thủ đô man tộc bạch mã thành thảo nguyên vô cùng rộng lớn trời cao đất xa có một loại ý cảnh bao la mịt mờ nhưng mà hôm nay trên thảo nguyên không thấy cỏ xanh tất cả đều là tuyết trắng mềm mông. Ở trong đất trời rộng lớn, phía trước một đại thành đột ngột từ mặt rợt mọc lên, tường thành cao trên trăm trượng pha tạp trong phong cách cổ xưa, có chút dấu vết tuyết nguyệt, sừng sững trong thế giới tuyết trắng vô tận. Kỳ thật man tộc thảo nguyên đều là thảo nguyên bao la vô tận, không có núi cao cự thạch, là rất khó kiến tạo thành trì khổng lồ như thế. Tất cả đều là cường giả tinh thần thiệt trợ giúp mới có thể có kỳ tích này. Đi kìm lòng có chút cảm khái giải thích nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ man tộc là một liên minh rời rạc, cũng không có hoàng đế. Bạch Mã Thanh là thủ đô của man tộc. Quyền hành quân chính của man tộc, tất cả đều nắm giữ ở trong tay thập bát tù trưởng hội. Thập bát tù trưởng hội trưởng quản quân chính, tam đại quốc sư trưởng quản thần quyền cao cao tại thượng. Mà ở trên thảo nguyên man tộc, bộ lạc đều không có năng lực kiến tạo thành trì. Chỉ. chỉ có bộ lạc đạt tới thực lực nhất định mới có thể kiến tạo thôi. Trong đó 18 tù trưởng chính đạo bộ lạc trì Thành lại được xưng là man tộc 18 Minh Châu. Năm đó Khương Tử Hiên tiền phá 18 thành, chỉ đúng là bộ lạc trì Thành của 18 tù trưởng. Cuối cùng đánh tới Bạch Mã Thành, cơ hồ khiến man tộc diệt quốc. Cái này là Bạch Mã Thành sao? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra thần sắc cảm khái, lãnh nhìn một tiểu sơn tàn phá ở cách Bạch Mã Thành xa xa. Tiên Đài Sơn phụ thân cùng mẫu thân đã tăng thân ở đây sao? xem tức bày đến trên thiên đài sơn cường tư nam cùng lý kim long hạ xuống phát hiện xung quanh tất cả đều là đổ nát thây lương nguyên bản thiên đài sơn này vô cùng khổng lồ ở trong trận chiến năm năm trước đây bị tạc sập hơn phân nửa chỉ còn lại đỉnh núi tàn phá hôm nay thôi chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh youtube tuấn anh studio xung quanh gió lạnh cổ đáng lăng lệ rét lạnh thấu xương như là anh linh của trăm vạn tướng sĩ điên cuồng gào thét khương tư nam trầm mặc lý kim long cũng trầm mặc theo tinh thần điện còn có cản nguyên tông đại trưởng lão ta nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu phải trả bằng máu trong thanh âm của khương tư nam phát ra một tiếng gầm nhẹ hai nắm đấm nắm thật chặt trong ánh mắt sát ý nhét đầy thiên địa lý kim long đứng sau lưng hắn nhìn bóng lưng khương tư nam có chút đơn bạc nhìn xem sát cơ trên người hắn lưu truyền ra. Trong ánh mắt cũng có hào quang bắt đầu khởi động. Đi, đi bạch mã thành nào. Khương Tư Nam trầm thấp nói, cùng Lý Kim Long quay người rơi xuống tiên đại sơn. Hai người bọn họ đều là một thần quần áo và trang sức man tộc. Ở cửa thành căn bản không bị kiểm tra gì, đừng cho đi vào trong thành. Nội thành người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trên đường cái tất cả đều là người man tộc khôi ngô hùng tráng, vô cùng chen chúc nhau. Bên cạnh cũng có cửa hàng tử quán, tất cả đều ngồi đầy là khách nhân. Theo già, bạch mã thành phương viên vài trăm dặm hai ngày nay có rất nhiều người từ các nơi chạy đến, chuẩn bị tham gia bàn tộc Tế Thiền Trì Lễ. Mà địa phương cử hành Tế Thiền Trì Lễ là ở tinh thần Tế Đàn trong nội thành. Đó cũng là chỗ ở của tam đại quốc sư. Bất quả hiện tại chỉ còn lại có đại quốc sư Bốt Tư Nhĩ thôi. Đi Kim Long ở một bên giải thích nói. Khương Tư Nam giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn một cái nói. Xem ra, người đối với Bạch Mã Thành vẫn rất hiểu rõ đấy. Trong nội tâm của Lý Kim Long rùng mình, cười khan hai tiếng, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười hèn mọn và bị ổi. Khương Tư Nam lắc đầu không có miệt mài theo đuổi, nhẹ nhàng nói. Ngày mai sẽ là tế tiền chỉ lễ, chúng ta trước hết tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hai người tìm hơn mười khách điếm, tất cả đều chật ních người, cuối cùng ở trong khách điếm nhỏ vắng vẻ ở lại. Sau khi tới đây, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long liền cực kỳ điệu thấp, hưởng dụng thịt nướng cùng rượu sữa dê của man tộc thoáng một lần. Khương Tư Nam càng thêm hoài niệm tay nghề của mấy đầu bếp trong vườn phủ hơn. Ngược lại là Lý Kim Long ăn uống ngon lành, cực kỳ hưởng thụ. Khương Tư Nam hơi có thẩm ý nhìn hắn một chút. Khương Tư Nam tự giam mình trong phòng, một bên tù luyện, một bên luyện chế một ít linh đan hôm nay nhất tâm dị dụng với hắn mà nói thập phần nhẹ nhõm hơn nữa thần hồn ở dưới loại không ngừng tôi luyện này cũng trở nên càng thêm cô đọng hơn nơi huyệt ấn đường huyệt đàn trung cùng huyệt khí hải tam đại không gian huyệt khiếu đã hoàn toàn tràn đầy tiên thiên chân khí hơn nữa ở trong thức hải thần hồn kim chói xếp bằng ở trong một mảnh tinh hà chung quanh ba phiền trí tôn tinh thần hào quang lập lòe vô cùng sáng chói hắn cũng không có nóng lòng đột phá ngoại trưởng muốn tiếp tục làm sâu sắc nội tình áp chế tu vi của mình ra ở trong bạch mã thành cũng không thích hợp đột phá vạn nhất lại làm ra dị tượng hư không trùng kim liên thiên lý xích hà thiên gì đó vậy quả thực là hành vi muốn chết sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng trên trời còn trao móc mấy viên tinh thần thừa thớt tất cả mọi người trong bạch mã thành bắt đầu đi về phía nội thành vẻ mặt cuồng nhiệt sùng bái khương tư nam cùng lý kim long cũng loạn trong đám người đó chậm rãi tiến nhập nội thành. Trong nội thành đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tế đàn cao tới mấy trăm trượng, toàn thân tản ra phong cách cổ xưa, Khi tức bao đàm mờ mịt, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Trung quanh tế đàn là thảo nguyên phương viên hơn mười dặm, bên ngoài bạch mã thành là tuyết trắng mênh mông, nhưng mà ở đây lại cỏ xanh như đêm, xanh tươi ướt át, tản ra xuân ý nồng đậm. Những người man tộc kia vừa nhìn thấy tế đàn trong thảo nguyên, vẻ cuồng nhiệt trên mặt càng đậm, đều một bước cúi đầu miệng hồ thần tích khẩn cầu tinh thần chi thần cùng với đại địa chi mẫu phù hộ bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ của chân thiên cảnh thôi thanh trừ tuyết rơi thổi phát linh khí mộc thuộc tính đời đây thôi mà cương tư nam liếc mấy nơi đều là huyền bí có chút khinh thường anh chơi tới hậu hoa viên nhà mình đó mới thực sự gọi là thần tích trong nháy mắt thay trời đổi đất tạo thành một linh khí chi địa chứng kiến mọi người chung quanh đều quỳ lại Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long cũng chỉ có thể giả vơ giả vịt, loạn trong đám người thăm viếng tế đàn. Mười cửa thành đồng thời mở rộng, cũng không bao lâu, dưới tế đàn điện tụ tập một đám người lớn, một mảnh đông nghịt, kéo hơn mười dặm dài. Khương Tư Nam nhìn một chút, khoảng chừng trên trăm vạn người. Nhưng điều này đều là tinh nhuệ của man tộc. Nếu một ổ bưng những người này đi, chỉ sợ man tộc cách biệt, diệt tộc cũng không xa. Khương Tư Nam có chút ý ác thập nghĩ trong lòng nhưng mà hắn biết rõ Cái này là căn bản chuyện không thể làm được Không nói trong đội thành này Ở dưới thần hồn của hắn cảm giác Có một tầng trận pháp cực lớn bao phủ Hơn nữa trong đó còn có vài đạo khí thức Để cho hắn cũng kiêng kỵ không kém hiển nhiên là cường giả chân thiên cảnh Dù hắn có năng lực kia Nhưng mà trong man tộc Cũng có rất nhiều phụ nữ và trẻ em nhi đồng Có rất nhiều người vô tội Hắn cũng không có phát rổ như vậy Căn bản không hạ thủ được sau khi tất cả mọi người tiến vào nội thành, mười cửa thanh âm âm đóng lại. Một thanh âm giả đùa bao la, uy nghiêm, ở bên tai mỗi người nổ vang. Tế thiền chỉ lễ mở ra. Ở trên đỉnh của tế đàn, một lão giả khôi ngô hùng tráng, đầu đầy sợi tóc kim sắc, áo bào đen bay bố đạp hư công và đức. Ở quanh thân của hắn, điểm điểm tinh quang lập lòe, tinh quang càng ngày càng sáng, tựa như là một mảnh tinh hà vô lượng. Hào quang sáng chói phụ trợ lão giả như một thần linh. A à bố từ nhĩ. Khương Tư Nam chứng kiến lão giả này, trong ánh mắt hẳn ý càng tăng lên, sát cơn nồng đậm ở trong lòng bắt đầu khởi động. Là người này giết tàm thúc của mình sao? Lý Kim Long sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng kéo Khương Tư Nam thoáng bột phát nói. Theo già, người cũng không thể ở chỗ này động thủ được. Không thể ở đây cao thủ man tộc lớp lớp. Hơn nữa đại nhân vật của tinh thần điện, càng định cũng đã đến, ở chỗ này động thủ quả thực là muốn tìm chết. Ánh mắt của Khương Tư Nam chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn hắn nhàn nhạt, nhạt, nói. Yên tâm đi, ta đã biết rõ nên làm như thế nào. Hai người che giấu trong đám người, phục trên mặt đất. Đám người ban tộc cuồng nhiệt ở chung quanh, căn bản không có phát hiện động tác của bọn hắn. Ở phía trước nhất của tất cả mọi người là 18 lão giả uy nghiêm. Sau lưng có rất nhiều tình bình bảo hộ, trên mặt đều là vẻ sùng kính. 18 vị lão giả kia là 18 bộ lạc tù trưởng cường đại nhất, hôm nay đều tụ tập trung tại tham gia tế Thiên trì lễ. Quanh thần A à Bố Nhĩ Tư, tinh hà lập lè, kiến tạo ra đủ loại dị tượng to lớn cùng thần tích. Hắn thỏa mãn nhìn quét tứ phương, sau đó từ trong lòng lấy ra một cuốn lửa kim sắc, dùng một loại thanh âm tăng thương trầm thấp đọc tế thiên tri từ. Dù Cương Tư Nam nghe không hiểu ngôn ngữ của man tộc, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Trong thanh âm A bố nhị tư mang theo sự uy nghiêm thần bí hấp dẫn. Phía dưới trăm phản dần chúng ánh mắt cuồng nhiệt, phảng phất như muốn phun ra lửa. Thần hồn của cương Tư Nam mơ hồ cảm giác được. Ở trên không trung trăm phản cười, man tộc này đều dần dần ngưng tụ thành một loại khí tức phiêu miểu, khí tượng vô cùng hùng vĩ. Cổ khí tức phiêu miểu này, ở trong hư không hội tụ, sau đó bị thế đàn hấp thu, để cho cả thế đàn lộ ra càng thêm bất phàm và thần bí. Đây là cái gì? Tin cưỡng ngừng tụ lực lượng sao? trong ánh mắt của khương tư nam mang theo nghi hoặc loại khí tức phiêu biểu này để cho hắn cảm giác được một loại nguy hiểm ngay sau đó hắn cảm giác được biến thiên địa này giống như đối với hắn sinh ra sự bài xích nhưng mà lý kim long ở một bên lại không có phản ứng chút nào giống như là cũ một chút cũng không cảm giác đến trận Thế thiên trì thế này tiến hành cả một ngày trong đó tế tự tụng kinh trai giới cung phụng rất nhiều quá trình tất cả đều do a bố nhĩ tư cùng đệ tử của hắn hoàn thành trăm vạn người man tộc quỳ lại suốt một ngày nhưng mà không có chút không kiên nhẫn nào hết ngược lại vẻ cuồng nhiệt trên mặt càng ngày càng thịnh khương Tương nam mơ hồ cảm giác được ở trong thần hồn của bọn hắn mờ mịt từng sợi khí lưu hội tụ về phía đạo ký tức phiêu miểu kia phiến thiên điện hành phảng phất như bất đồng do tên nạn phát ra ký tức phiêu miểu phảng phất như tạo thành một lao tù tự nhiên ngăn cách thiên địa bên ngoài chỉ có khương Tương nam cùng ở đây không hợp nhau cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn long thoáng cảm giác được, cái gọi là tế thiên chi lễ này cực kỳ không đơn giản, hình như là cất dấu bí mật nào đó. Thẳng đến đêm tối, ngôi sao đầy trời vô cùng sáng đẳng, trận tế thiên chi lễ mới đi tới khẩu cuối cùng. Khương Tư Nam phát hiện, vẻ cuồng nhiệt trong ánh mắt đám người chung quanh kia dần dần rút đi, bắt đầu lộ ra thanh minh, nhưng nghi nguyên đối với tế đàn bảo trì kính sợ. Ba năm một lần tế thiên chi lễ là vì tế bái đại địa chi mẫu cùng tinh thần chi thần sinh dưỡng man tộc chúng ta. Ở dưới đại địa chi mẫu cùng tinh thần chi thần bảo hộ, man tộc chúng ta nhất định có thể chinh phục thế giới này, thành chủ nhân của thế giới này. Thanh âm của A à Bố Nhĩ Tư hùng vĩ vô cùng, tang thương vô cùng, nhưng đại cực kỳ có tính kích động, để cho đám người man tộc phía dưới đều cuồng hô không thôi. Nơi phía dưới đã đến thời khắc để cho người trở mong nhất, sứ giả của tinh thần chi thần các tiền nhân ở tinh thần điện sẽ từ trong con dân của man tộc chúng ta tìm kiếm thiếu niên thiên tư siêu phàm gia nhập tinh thần điện đi tu hành bí pháp trường sinh bất tử phía dưới trong bảy tiền nhân của tinh thần điện a à, bố nhị tử nói để cho trăm vạn người man tộc đều sôi trào trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng kích động nhất là những thiếu niên kia đều kích động hưng phấn không thôi ở trên đỉnh của tế đàn khổng đầu phẳng phất như hư không vỡ ra một đạo ngân sắc tinh hà ngang trời xuất thế. Phía trên hư không vô số tinh thần phảng phất như bị dẫn động, chiếu xuống tinh quang sáng chói, để cho cả tế đàn toàn thần sáng lên tựa như côi bảo. Ở trên không tinh hà, có bảy đạo kiếm quang bay thấp xuống, phía trên đứng bảy thân ảnh khí tức vô cùng cường đại. Cầm đầu chính là một thiếu niên anh vĩ khoảng 18 19 tuổi, nhưng mà đã đạt tiền tiền cửu trọng đại thông sư. Nhãn quang khiếp người, biểu độ đạm mạc, mang theo một tia kiêu căng bên cạnh hắn là bà thiếu niên cùng tuổi của hắn tương tự khuôn mặt tuấn tú cũng đều đạt đến tiền thiền thất trọng ba người khác là lão giả hắc y khuôn mặt âm trắp hàn khí bức người vậy mà tất cả đều là chân thiên cảnh bảy người này vừa xuất hiện tất cả người ban tộc đều vô cùng kích động quỳ lại xuống liên tục dập đầu thiếu niên cầm đầu kia hiển nhiên rất hài lòng đối với a bố nhị tư nhà gật đầu a bố nhị tư khẽ vẻ mặt lộ vẻ kính sợ cung kính thì lễ với mọi người Lúc này mới đối với phía dưới cao giọng nói. Tất cả con dân man tộc nghe lệnh, phàm đạt thiếu niên tuổi dưới 20, tu vi đạt tới tiền thiên cảnh đều tiến đến đây, đứng ở dưới tế đàn. Tất cả mọi người đậu ra thần sắc vô cùng mong đợi, nhìn về phía tế đàn, khu vực bị tinh quang bao phủ kia. Những thiếu niên đạt tới điều kiện đều vô cùng kích động, mang theo tâm tính triều thánh, từ trong đám người đi ra, chậm rãi chui vào trong tinh quang. Khương Tư Nam Đại khái tính toán một chút, thậm chí có hơn 900 người có chút kinh sợ rồi. Xem ra nội tình của man tộc quả nhiên không thể khinh thường. Cao thủ tiên thiên cảnh dưới 20 tuổi, nơi nào cũng coi là thiên tài. Nhưng mà trong man tộc, vậy mà còn nhiều người tới như vậy. Các người có lẽ đã biết, phía dưới ta sẽ mở ra tinh quang chiếu thể đại trận. Các người ở trong tinh quang chiếu thể đại trận kiên trì thời gian càng dài, đại biểu cho thiên phú của các người càng cường đại. Chỉ cần có thể ở trong đó kiên trì một canh giờ, Các người có thể gia nhập tinh thần điện chúng ta a à, bố nhĩ tư nhìn hơn 900 thiếu niên phía dưới Cũng rất hài lòng Năm đại nhân số đạt tới điều kiện So với ba năm trước đây còn nhiều hơn 100 người Xem ra văn tộc là càng ngày càng thịnh vượng rồi a à, bố nhĩ tư nhìn về phía thiếu niên anh vĩ kia Cùng kính tỉ lễ một cái nói Khởi bẩm đại nhân Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong Vậy thì bắt đầu đi thiếu niên kia tùy ý nói ba vị lão giả phía sau hắn nhà gật đầu đồng thời hướng về đỉnh tế đàn đánh trong một trường một tiếng nổ vang vang lên trên tế đàn dần dần tràn ngập ra tinh quang vô cùng đồng đậm lập tức tiện bao phủ tất cả thiếu niên phảng phất như hào quang của hàng tỷ viên tinh thần từ trong hư không xa xôi bắn ra cả phiến thiên địa đều sáng chói toàn thân tế đàn tản mát ra ngân quang lưu quang tràn ngập các loại màu sắc mà ở trong thần hồn của cương Tư Nam cảm giác. Đạo ký thức phiêu miểu kia lập tức từ trong tế đàn hoàn toàn biến mất tung tích. Dường như là biến mất khỏi nơi này vậy. Hà sư đệ, lúc này đây bắt được tín ngưỡng trì lực quả thật không ít. Ở nơi những thiếu niên bàn tộc phía dưới có mấy cái thiền phú rất tốt. Chắc hẳn mấy vị điện chủ đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Sau lưng vị thiếu niên anh vĩ, một thanh niên tuấn ruột như là đang định nọt cười nói. Thiên niên anh vĩ nhếch miệng lờ đánh nói tín ngưỡng chỉ được xác thực là không ít đây đủ đắp cười cha ta tù luyện sử dụng nhưng mà những man tộc này nha ta xem cuối cùng có thể sống qua một canh giờ có lẽ không có mấy người đâu hạ sư để nói phải lắm tinh quang chiếu thể đại trận này chính là pháp trận trụ cột của tinh thần điện chúng ta có thể phân biệt thiên phú của người trong trận nhưng mà loại tinh quang chiếu thể khảo nghiệm này lại cực kỳ khó khăn cường giả tiên thiên cảnh trung kỳ cũng chỉ có thể khó khăn lắm kiên trì được một canh giờ. Bọn hắn này à, chỉ sợ đại bộ phận đều muốn bị loại rồi. Đệ tử tinh thần điện khác cũng cười đói. Bọn họ đều là đệ tử của tinh thần điện, nhưng mà tiêu điện anh vĩ thần phận càng thêm tôn quý. Chính là nhi tử của tinh thần điện ngũ điện chủ Hà Vũ, thiên phú tuyệt luân. Hôm nay 19 tuổi, đương nhiên là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đột phá đến trần thiên cảnh. Lần này bọn hắn xuống núi thông qua tế thiền chỉ lễ tuyển nhận đệ tử là thứ yếu. Chính yếu nhất là thông qua lần tế thiền chỉ lễ này đến thu thập tin ngưỡng chi lực của người ban tộc. Mấy người đều nhìn địa phương tình quang sáng chói phía dưới. Hơn một ngàn thiếu niên ban tộc quanh chân mà ngồi. Tế đàn tàn mát ra hào quang, óng ánh lập lè, hình thành nên một tinh hà cự đại, bao phủ đám đông. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, những gần quang kia chậm rãi tiến vào trong cơ thể thiếu niên ban tộc hình thành nên một cỗ lực lượng cường đại mà kỳ dị lưu chuyển trong kinh mạch toàn thân trung kích về phía thức hải của bọn hắn những tinh quang này vô cùng cường đại những thiếu niên man tộc kia chỉ có thể vận chuyển tiền thiền chân khí mỏng manh trong cơ thể để đối kháng những tinh quang này bởi vì một khi tinh quang xông vào trong thức hải bọn hắn sẽ lâm vào hôn mê ngay hơn nữa khương tư nam còn phát hiện những tinh quang kia còn có một loại lực lượng kỳ dị có thể rèn luyện thân thể kinh mạch toàn thân. Hơn nữa tiền thiền trần khí cùng tinh quang đối kháng cũng trở nên càng thêm cầu đọng. Bởi vậy thời gian cùng tinh quang đối kháng càng dài, lên được chỗ tốt càng lớn, cũng đại biểu cho thiên phú càng cường đại, càng có thể thích ứng được lực lượng tinh quang. Về sau tu luyện công pháp của tinh thần điện, tiến bộ cũng càng thêm thần tốc. Lực lượng tinh thần sao? Thật đúng là thần kỳ mà. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, hắn nhớ tới thần tinh thần quyền cũng nhớ tới nam đầu thần quyền lục xoát trên người thát nhân. Hai cái này loáng thoáng tầm đó có một loại liên hệ kỳ dị. Hai ngày này, ở dưới cường tư nam nghiên cứu, hắn mới phát hiện thất tinh thần quyền cũng có thể gọi là Bắc đầu thần quyền là do bài viên Bắc đầu trí tôn tinh thần diễn biến thành quyền pháp. Nam đầu thần quyền là do bài viên nam đầu trí tôn tinh thần cấu thành. Vậy có phải đại biểu cho quyền pháp trọn vẹn còn có đông đầu thần quyền cùng tây đầu thần quyền hay không? dù sao tứ tư tượng 28 tình tú đại biểu cho 28 viền trí tôn tinh thần, Khương Tử Nam mơ hồ cảm giác ra, nếu thật sự có thể được đến tứ tư tượng thần quyền nguyên vẹn, dung hợp cùng một chỗ, nhất định sẽ có uy lực vô cùng mạnh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.